Các bạn thân mến, bộ phim Những Ngày Không Quên đang trôi về những phút cuối, những bí ẩn đang dần được hé lộ, những nút thắt đã được cởi bỏ, những cảnh quay, những câu thoại gây hiểu lầm cũng đã được làm sáng tỏ. Các bạn thân mến, Uyên và Khoa sau được làm minh bạch những hiểu lầm, họ đã vượt qua được hoạn nạn và họ đã bừng tỉnh và nhận ra được rằng giá trị của bản thân, giá trị của cuộc sống. Họ cũng đã ý thức được rằng chốn phồn hoa nơi đô thị không có chỗ cho những người thôn quê như họ. Những ước mơ, những hoài bão và những bức tranh hạnh phúc về gia đình bây giờ chỉ còn là ảo mộng. Nơi thôn quê nghèo nhưng đầy ắp tình thương mới là cuộc sống đích thực của họ. Ở đó tuy khó khăn nhưng họ sẽ có tất cả, có gia đình, có bạn bè, người thân và cả tình yêu và hạnh phúc. Những hình ảnh cây đa, giếng nước, sân đình, làng quê ấm áp yên bình đang giang tay đón họ. Và cả hai đã quyết định trở về quê nhà, nơi mà họ sẽ có tất cả. Nhưng sau những tổn thất về tình cảm, sau những hiểu lầm, trong tâm hồn họ đang bị tổn thương rất nặng nề mà cả hai không dễ gì xóa bỏ. Họ cần có thêm thời gian để xem lại bản thân và tình cảm. Các bạn thân mến, bộ phim đang đến gần hồi kết và tác giả đã xây dựng một kết thúc rất có hậu để giải tỏa tâm lý, suy đoán, những bức xúc của khán giả. Huệ cũng đã có bầu cùng với Quốc và Dương và Bảo sau những thăng trầm về tình cảm cũng đang có dấu hiệu tái hợp. Các bạn thân mến, và sau đây Đại Nghĩa xin được trân trọng kính mời quý vị và các bạn theo dõi những diễn biến chính tập 50 của bộ phim Những Ngày Không Quên. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ bên gia đình, bạn bè và người thân. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị. Thời gian như một giấc ngủ trưa ấy nhỉ. Mới ngày nào chia tay chia chân, hai đứa chúng mày lên thành phố đi tìm tương lai, xây lâu đài hạnh phúc. Cuối cùng chả thấy mẹ gì, chỉ thấy chia tay. Nói xong chưa? Rồi. Uống đi, làm nhà làm nhà. Nhảm cái gì? Mày không thấy cuộc vui hôm nay gượng à? Hả? Tao không thích cái sự gượng như thế này. Chúng mày làm lành với nhau đi. Đúng đấy. Không yêu nhau được nữa thì là bạn như hồi xưa nhỉ? Vâng. Bây giờ cả cái làng này chỉ còn mấy đứa ế thì phải chơi với nhau chứ. Hả? Thôi, nâng cốc mừng cái hội ế sừng ế xỉa à? Uyên tay đâu? Vô. Hết nha. Hôm nay nhà mình có chuyện vui. Con muốn thông báo cho mọi người biết một tin này. Em ra đây. Tin vui này to bằng quả mít ấy. 8 tháng nữa là mít chín mùa. Kiểu yêu đương dập dít như con nít thế mà cũng yêu. Nhạt nhẽo, mất thời gian. Đừng có khinh thường thằng này nhá. Cũng nắm tay, ôm nhau, môi chạm môi rồi đấy. Tớ cũng rất ra gì và này nọ đấy. Vâng. Tôi biết cái kiểu rất ra gì và này nọ của anh rồi. Bày đặt cái kiểu sĩ diện của cậu ấy mà. Tớ còn lạ cái gì nữa? Sao cậu khinh thường tớ thế nhỉ? Tớ không hề khinh thường cậu. Tớ chỉ đang nói đúng năng lực của cậu.